Tập 32. Thật ra tôi thực sự rất bái phục anh. Anh cứ khống chế tình cảm của anh như vậy. Nhưng mà tôi làm không được. Tôi rất hiểu. Anh đến Nga Mi, đến Đại Phật Tự, thật ra là vì nhiệm vụ. Vậy nhiệm vụ một khi hoàn thành rồi, anh sẽ đi mất. Nói không chừng tôi muốn tìm anh cũng không tìm được. Nhưng mà tôi thật sự không khống chế nổi. Không khống chế nổi. Áp lực của cô lúc nào cũng lớn. Không sao. Sau khi tôi đi rồi, cô sẽ quên tôi được thôi. Có thể quên mà. Tôi sẽ không đâu. Anh lại đứng trong mây kia vì em cầu nguyện cho tương lai. Chiến tranh bất đắc dĩ mang đến sự phân tranh. Khói thuốc súng bất đắc dĩ cướp đi năm tháng thanh xuân. Ai cứ mãi chờ đợi. Chỉ hận thế giới này quá tàn nhẫn. Chiến tranh bất đắc dĩ mang đến sự phân tranh. Khói thuốc súng bất đắc dĩ cướp đi năm tháng thanh xuân. Thời gian luôn vội vã mang đi sự chăm sóc của anh. Phải rồi. Vừa nãy lúc ở đường đi lên gác, cha tôi có nhìn thấy anh đi xuống. Anh nói xem ông ấy có nghi ngờ không. Ba cô là quân thống lão làng, chúng ta phải cẩn thận. Cũng may tôi khuyên ông ấy quay về phòng rồi. Anh trước kia chưa từng trải qua thứ tình cảm khác sao? Tôi thường không biết bản thân là ai. Tôi có thể cảm nhận được trái tim anh, lý tưởng của anh, hoài bão của anh, tất cả của anh. Cho dù anh là ai, tôi cũng biết anh là ai. Không phải nằm đây sao? Sao mà tìm không ra vậy chứ? Thank you.
cha. Tiểu Tiệp. Cha, sao sáng sớm cha chạy lên đây làm gì? Không phải con nói rồi sao, để con tự tìm mà. Chân cha không tiện, lỡ như ngã mất phải làm sao? Xem ra cha già rồi, con gái phải lo lắng cho cha rồi. Vậy xem ra con nói gì, sức khỏe cha cường tráng đều là giả cả thôi, không phải là con quan tâm cha hay sao? Cha, còn đó, hôm qua nghe nói là muốn tìm Hồ Lô Ti. Cha nghĩ cha còn biết nó ở đâu hơn con nữa kìa. Đây không phải là tìm thấy rồi sao? Cảm ơn cha, cực khổ rồi. Cha đi thôi. Được. Hồ Diệt Trung lên chức huyện trưởng đã lộ rõ chân tướng, chính là tên tay sai được người Nhật Bản giúp đỡ. Thực lực của gián điệp lại lớn mạnh như vậy, chúng ta còn chưa biết bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì. Địch trong tối, ta ngoài sáng, bây giờ quá nguy hiểm rồi. Liễu thị giả đó bây giờ đặt hy vọng vào Hồ Diệt Trung, giao cho hắn ta đi tìm tài liệu. Rất lâu không có liên lạc với tôi rồi. Nếu như gián điệp Nhật Bản từ nay không dùng tới tôi nữa, vậy thì kế hoạch quan trọng của bọn chúng sau này còn có trùng trùng lớp lớp tình báo chúng ta không thể biết được nữa. Vậy chúng ta tiếp theo phải sắp xếp thế nào? Kích động không được, vậy thì bới chuyện ra một chút. Tôi đã cố hết sức dẫn dụ được sự chú ý của Liễu thị, khiến Bạch Ngọc Lan chuyển lời cho bà ta. Người có thể tìm được tài liệu không chỉ có một mình Hồ Diệt Trung. Tôi có thể lợi dụng thân phận của mình đến chỗ Thẩm Kính Trai để tìm. Còn có, anh phát hiện ra tài liệu ở chỗ trưởng quan Đỗ. Tôi bây giờ đã có mục đích tiếp cận anh rồi, cũng có hy vọng có thể lấy được tình báo từ anh. Vào thời khắc quan trọng này, tôi nghĩ bà ta sẽ hứng thú đối với tin tức này. Phải. Chỉ dựa vào một mình tôi tăng cường thêm bảo vệ thì chỉ trị được ngọn thôi. Nếu muốn lay chuyển được cây đại thụ Liễu thị giả này, tiêu diệt toàn bộ kế hoạch và nhiệm vụ của gián điệp Nhật, thì phải dựa vào anh rồi. Tôi sẽ phối hợp hết sức với công việc của anh. Cậu nói với Bạch Ngọc Lan, cậu có thể từ Thẩm gia và chỗ của Liễu Tự Phi lấy được danh sách hội nghị là thế sao? Vâng. Tôi bây giờ có thân phận thuận tiện. Một mặt tôi và Thẩm Kính Trai quan hệ hòa thuận, mặt khác Liễu Tự Phi kia đơn giản trẻ con lỗ mãn, có thể dùng để phá cửa này. Phu nhân, lâu như vậy rồi mà không liên lạc với tôi, có phải là cảm thấy tên thư sinh tôi hết tác dụng rồi phải không? Nào có. Sao có thể chứ? Trương tiên sinh thông minh hơn người, lại biết thiên thời địa lợi. Anh chính là át chủ bài của tôi ở núi Nga Mi này mà. Không, không dám. Trương tiên sinh, anh có thể giải thích cho tôi một chút cái danh sách nhân viên này không? Được. Bản danh sách này là tôi từ trong hồ sơ quốc phòng ở chỗ Liễu doanh trưởng kia sao chép ra. Tôi nghĩ thế này, phu nhân người phí tâm phí sức, trong tối ngoài sáng bố trí biết bao cơ sở ngầm như vậy để điều tra ra những sĩ quan kia. Nhưng mà Nga Mi lớn, vậy không phải là mò kim đáy bể sao? Tại sao không ra tay từ hồ sơ quốc phòng chứ? Tất cả sĩ quan ra vào Nga Mi đều đăng ký ở đó. Như vậy
phạm vi của chúng ta được thu hẹp rồi. Cứ theo cách nghĩ này của anh, tiếp tục thực hiện đi. Được, tôi muốn danh sách và địa chỉ hội nghị của bọn họ, càng chi tiết càng tốt. Dân, còn nữa, phu nhân, mặc dù phạm vi của chúng ta thu hẹp rồi, nhưng âm mi này lại được gọi là kinh thành nhỏ. Một tháng gần đây, sĩ quan ra vào Nga Mi không tới 1.000 thì cũng 800. Chúng ta vẫn là mọt kim đáy bể. Có thể xin phu nhân thể hiện rõ một chút, như vậy chúng ta mới có thể càng thu hẹp được phạm vi. Thế này đi, sau này chức quan nhân sự không cần phải quan tâm thêm nữa. Cái tôi muốn là tài liệu sĩ quan quan trọng và hắn ta từ chiến khu nào đến. Tôi nhất định phải có được danh sách của những người này. Rõ ràng một chút, ý của phu nhân là muốn nhân lúc chiến khu như rồng không đầu, công kích bất ngờ. Trên chiến trường, ai nắm được nhiều thông tin hơn, người đó nắm được quyền chủ động của chiến trường. Cao kiến, thiên hoàng thật sự cao minh. Chính là nói, chúng ta muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước. Nói không chừng có thể không cần đánh mà vẫn thắng. Xem ra Trương tiên sinh không chỉ là một văn nhân, đối với chiến sự cũng có nghiên cứu. Không không không, Tam Quốc diễn nghĩa đó không phải là do văn nhân viết ra sao? Tôi nhiều chuyện rồi, chỉ biết nói suông. Đi làm đi. Dân, tôi hiểu ý của phu nhân. Chuyện này để tôi làm. Phu nhân chỉ cần chờ kết quả. Lão Trương, ngày mai đưa cho tôi một ít xà lách. Được được, cảm ơn. Huyện trưởng, gần đây điện đài nhà họ Thẩm có hoạt động không? Tôi đã bắt được tín hiệu điện đài của bọn họ, là gửi đến từ Diên An. Mau chóng phân tích kết quả gửi qua cho tôi. Nếu như bọn họ còn gửi báo cáo đến thì cho người đến bắt quả tang. Dân, lão hồ ly, ngày chết của ông đến rồi. Báo cáo, vào đi. Đoàn trưởng, đây là hồ sơ quốc phòng hôm nay. Thủ trưởng của các chiến khu đã lần lượt đến nơi. Cậu xuống doanh, điều đi một đội binh tinh nhuệ. Nhất định phải tăng cường công tác bảo vệ nơi ở của sĩ quan, đảm bảo an toàn cho từng vị thủ trưởng. Dân, sĩ quan tham gia hội nghị quân đội và chính phủ đã lần lượt đến Nga Mi rồi. Từ doanh cách giữ, tôi đã điều đi một đội binh tinh nhuệ, tăng thêm bảo vệ đối với nơi ở của các sĩ quan. Nhưng sĩ quan này đều kiên trì hợp tác quốc cộng, đều là những anh hùng đối ngoại. Cảm ơn đoàn trưởng Liễu. Đợi trưởng quan Đỗ tới Nga Mi, tôi sẽ báo cáo trước mặt cho ông ấy. Gián điệp Nhật Bản có ý muốn phá hoại hội nghị quân đội chính phủ, âm mưu giết chết sĩ quan kháng chiến. Nhưng mà trước mắt, công tác tình báo ngầm vẫn phải dựa vào anh và cấp trên của anh tiếp tục tiến hành. Bởi vì bây giờ đảng phái tranh đấu phức tạp, nếu như bây giờ tùy tiện báo cáo với cấp trên, không biết tình báo sẽ rơi vào tay ai. Một khi khiến cho người Nhật biết được chúng ta nhận ra hành động của bọn chúng, chắc chắn sẽ dẫn đến cảnh giác. Không ngờ rằng quốc cộng hợp tác sẽ do phương pháp đặc biệt của chúng ta tiến hành.
Thứ Hồ Diệt Trung muốn cũng là bản danh sách, tuyệt đối không để hắn ta như ý. Tôi đề nghị bố trí canh phòng tại huyện phủ. Tôi cũng bí mật quan sát hắn ta. Một khi có hành động khác thường sẽ lập tức thông báo cho anh. Đến lúc đó còn phải xin anh giúp đỡ, không thành vấn đề. Hồ Diệt Trung một khi bại lộ thân phận, tôi sẽ thực hiện việc quản lý quân sự cho Nga Mi, vì nước diệt giang. Bên phía Diên An có tin tức gì cụ thể không? Có thời gian cụ thể của đặc phái viên không? Bây giờ vẫn chưa có. Hay là để tôi gửi điện hỏi một chút? Không cần. Thêm một lần gửi điện là thêm một lần nguy hiểm. Thật sự hy vọng đặc phái viên mau tới, như vậy có thể mang đến chút tin tức từ Diên An và tin tức việc điều tra. Trên chiến trường, ngoài mặt sĩ quan Quốc Dân Đảng kháng Nhật đã lần lượt đến Nga Mi rồi, sau này chúng ta phải cẩn thận hơn. Tiểu thư, trong nhà có khách. Lão gia muốn hai người đi xuống một chuyến. Biết rồi. Đi. Dùng đất Nga Mi này không tệ. Phải đó. Cha, cha. Tiểu Tiệp, nào, mau đến gặp bác Ngô của con đi. Cha nói cho con biết, đây là bác Ngô cha đã nói với con, là bạn học ở trường quân đội Hoàng Phố, tướng quân Ngô Thạch. Lúc nhỏ con từng ôm con kìa. Đây là Tiểu Tiệp sao? Cao như vậy rồi à? Còn duyên dáng thế kia. Chào bác Ngô, chào cháu. Còn người kia là con rể tôi, Trương Kim Thạch, giáo sư khoa lịch sử của Đại học Kim Lăng. Ồ, quá tốt, quá tốt. Chào cháu, tuổi trẻ tài cao. Dạ không dám. Bác Ngô, cha, mọi người cứ nói chuyện trước. Con xuống dưới nói nhà bếp một tiếng, kêu họ chuẩn bị vài món. Hai người phải nhớ uống một ly đấy. Cảm ơn. Vậy con đi trước bác Ngô. Nào, ngồi đi. Tiểu Tiệp cũng lớn bằng này rồi. Phải, ông Ngô này. Hai người chúng ta đã mười mấy năm không gặp rồi. Đúng đó, tôi đến núi Nga Mi, còn ông thì dẫn Nam Chinh Bắc Chiến. Này là mười mấy năm rồi. Hồi lúc còn tại Bắc Phạt, chúng ta còn trong một cái lều vải ăn ở, buổi tối ngủ chung cùng cái giường ghép. Phải, là chuyện hồi Dân Quốc năm 15-16 rồi. Đúng vậy. Anh nghĩ đi, trận kháng chiến này đã kháng hết bao nhiêu năm rồi. Đầu não cũng chuyển từ Nam Kinh sang Trùng Khánh rồi. Đây cũng không biết được trận đánh này là lúc nào bắt đầu. Tuy nói chúng ta đều là quân nhân, nhưng quân nhân cũng hy vọng đất nước được hòa bình mà. Ông Ngô, tình huống ở tiền tuyến đã ra sao? Kháng chiến gian nan, quân phiệt của Đảng Quốc Dân cắt cứ, quân trung tâm và quân địa phương hỗ trợ không được tín nhiệm, quan tâm rời rạc, tốt xấu lẫn lộn. Ông nói như vậy làm sao đủ phối hợp thống nhất tác chiến được chứ? Lại còn tranh đấu nội bộ giữa các phe phái trong Đảng Quốc Dân đấm đá lẫn nhau, đây chính là cho người Nhật Bản cơ hội có thừa. Chính diện chiến trường, chiến sự còn đang giằng co, kháng chiến trước mắt không dễ mà lạc quan được. Tiền tuyến đã vậy, quan lại hành chính còn lục đục. Bây giờ à, trong giới quan lại có rất nhiều quan cao chức trọng, căn bản không có lấy một người có tâm quyết đoán. Giả kháng Nhật thật đầu hàng thì lại đa phần nhiều. Quốc Đảng thật sự cứ muốn tiếp tục bại hoại như vậy mới được sao? Tôi nói với anh, lần này tôi ở tiền tuyến, nhưng đã nhìn thấy qua diện mạo phong thái của bác lộ quân. Chính đảng cùng quân đội trẻ tuổi như vậy, chính là có một cổ tinh thần phấn chấn của thanh niên. Anh đừng thấy bọn họ trang bị lạc hậu, nhưng một khi đã đánh lên rồi thì cái phong thái ấy, ý chí ấy thật sự rất khiến người kính phục. Quân đội quốc gia lười biếng tuyệt đối không so nổi. Ông Ngô này, nhưng mà tôi phải nhắc nhở ông một chút, mấy lời này ở nhà nói thì không sao, ra ngoài rồi dặn lần cũng đừng nói loạn. Bây giờ quân thống, trung thống, CC thời thời khắc khắc đều đang chú ý động thái của các sĩ quan cao cấp.
Nga Mi lại chỉ là một thành phố nhỏ, sĩ quan cao cấp đến đến đi đi. Anh vô ý nói, nhưng họ sẽ cố ý nghe. Ông Thẩm à, tôi thấy ông ở hậu trường này, đến nhuệ khí của quân nhân cũng sớm bị mài mòn rồi. Chúng tôi ở tiền tuyến, vào sinh ra tử, còn sợ cái thứ lời ra tiếng vào sao? Tôi nói với anh, lần này ở Trùng Khánh, thế mà đã gặp lão trưởng quan năm đó ở hoàng phố của chúng ta. Ông còn nhớ không? Nhớ chứ. Bây giờ thật sự là bác lộ quân đang thực hiện giấc mộng của bác Phạt chúng ta năm đó, đánh đổ cường quốc, đánh đổ quân Việt. Tuy nói quốc quân đang ở chiến trường chính chống lại tiến công của quân Nhật, nhưng bọn họ rốt cuộc vẫn là thắng ít bại nhiều, lại còn bị quân đội của đảng Cộng sản mà đảng quốc dân đã quét sạch mười mấy năm trước ở phía sau địch bảo trì kháng chiến, phát động quần chúng, tích tiểu thắng thành đại thắng. Đây đối với nhân dân là một sự khích lệ lớn. Ông Ngô à, ông xem tôi ở trong xó nhỏ Nga Mi này vẫn còn chạy không thoát đấu đá trong quan trường chính trị. Ông Thẩm, việc của ông cũng nghe qua rồi, đừng để trong lòng làm gì. Tôi nói ông chứ, hiện nay thế cục đảng quốc dân đã hỗn loạn thành như vậy, ông tránh xa được trung tâm của bão tố, cái gọi là tái ông mất mã, an tri quả phúc, không hẳn không phải là chuyện tốt, đúng không? Đúng vậy. Nào, đi. Cậu đi về báo cáo với đoàn trưởng, đã phát hiện vị trí của gián điệp, mau lên. Dân. Bác Ngô. Tiểu Tiệp à, đến đây, mau ngồi đi. Thời gian qua nhanh quá. Ta còn nhớ lần trước gặp mặt con, con chắc mới là cao tầm bao nhiêu đây? Lúc ấy mẹ con vẫn còn, bây giờ con cũng gả luôn rồi. Con xem đi, mấy người chúng ta còn không già được sao? Bác Ngô, con thấy bác vẫn còn cường kiện lắm. Cũng ổn. Bác Ngô, uống trà đi. Được, được, cảm ơn. Bác Ngô, bác từ tiền tuyến tới Nga Mi phải không? Thế nào? Con một thân con gái, sao lại quan tâm tới tiền tuyến vậy? Còn lúc trước, ở Trùng Khánh đi học vài năm, có tiếp xúc qua một vài tư tưởng tiến bộ. Chỉ là có rất nhiều tin tức truyền tới Nga Mi bên này đều đã bị muộn rồi. Đất Nga Mi này quả thực không tồi, cảnh sắc tuyệt trần, dễ bề sinh sống. Nhưng mà nơi đây quá thanh tịnh, đối với người trẻ tuổi không thích hợp lắm. Đúng vậy. Bác Ngô, người là lần đầu đến Nga Mi đúng không? Quả thật là lần đầu tiên. Trước đây chỉ nghe nói tới chứ chưa nhìn thấy. Vậy mấy ngày này con cùng bác đi dạo Nga Mi một vòng. Được đó. Bác Ngô, cuốn sách này là của bác sao? Ta hay mang nó bên người, cũng thường đọc. Là Chiến Quốc Sách của Cổ Quảng Kỳ. Còn đối với thư tịch về quân sự cũng có nhiều nghiên cứu nhỉ? Còn đối với cái này không có nghiên cứu gì, nhưng chồng con thì có. Như thế này bác Ngô, con mời ảnh qua đây nói chuyện với bác. Trương Kim Thạch. Dân. Được. Vậy bác chờ một chút. Đồng chí Diệp Chiêu, chào ngài, chào cậu. Nào, mời ngồi. Ta lần này tới Nga Mi cùng mọi người nhận nhiệm vụ là chúng ta muốn trao đổi tình báo một chút. Chúng ta muốn liên thủ đập tan âm mưu của bọn gián điệp Nhật Bản, cũng muốn một đòn khoét vào nội bộ đảng quốc dân. Những kẻ Hán gian chuẩn bị đầu nhập phản quốc, bảo vệ tốt quân quan tiền tuyến của phe kháng chiến.
phải tận lực ngăn cản đội quân Nhật Bản ở chiến trường chính phát động công kích, duy trì chiến tuyến thống nhất quốc cộng. Còn về phía căn cứ Diên An thì cung cấp tin tức đáng tin. Nội bộ Quốc dân đảng có vài quân viên về phía phái đầu hàng, hiện đang cùng chính quyền Uông Tinh Vệ ở Nam Kinh lấy được tin tức bí mật, chuẩn bị hàng Nhật. Bọn họ bây giờ đang chờ đợi cơ hội, bởi vì người Nhật Bản chuẩn bị ở Nga Mi thời gian tổ chức hội nghị quân đội chính phủ Tây Nam ném bom Nga Mi. Ném bom Nga Mi? Phải. Lần này hành động ném bom của bọn chúng, một là đánh vào lòng tin kháng Nhật của Trung Quốc, hai là muốn đánh vào lực lượng kháng Nhật của mặt trận chiến trường Trung Quốc. Hơn nữa, cho dù ném bom thành công hay không, bọn chúng đều khiến cho những tên Hán gian theo Nhật phản quốc này lập tức gửi điện đi toàn quốc, quy thuận theo chính quyền Uông Tinh Vệ. Một khi như vậy, trong phạm vi trên cả nước sẽ dẫn đến hỗn loạn và khủng hoảng. Cùng lúc, người Nhật Bản ở bên ngoài muốn trên mặt trận chiến trường triển khai công kích quân sự toàn diện. Cậu nghĩ xem, chiến tranh vừa nổ ra, những sĩ quan cấp cao đang bị bao vây ở Nga Mi. Những người này cơ bản bao gồm có tất cả quan trên chủ chốt ở chiến khu. Bọn họ bị nhốt ở Nga Mi sống chết không biết. Như vậy đối với tiền tuyến, tạo thành một loại bỏ trống không phòng vệ mà làm quan mang lòng quân. Cộng thêm hàng loạt tên Hán gian theo địch phản quốc, dư luận rùm beng, đối với tình thế kháng Nhật của cả nước Trung Quốc tạo nên một loại nguy cơ không thể thay đổi được. Tôi vẫn luôn cho rằng bọn chúng muốn bản danh sách chỉ là đơn giản muốn giết người, không ngờ rằng còn có hành động quy mô lớn như vậy. Bọn họ muốn thông qua loại chuyện trong ngoài phối hợp này khiến cho tiền tuyến và nội phương của Trung Quốc tạo nên phản ứng dây chuyền, sau đó mới thông qua dư luận khiến cho nó lây lan như một loại virus. Lỡ như kẻ địch đạt được như ý muốn, hậu quả không thể tưởng tượng được. Cho nên đồng chí Diệp Diêu, chúng ta phải bằng mọi giá đập tan triệt để âm mưu của gián điệp Nhật Bản, cùng lúc phải lấy được danh sách những tên Hán gian chuẩn bị bán nước theo địch. Những người ngoan cố trong nội bộ Quốc dân đảng kia bao nhiêu năm như vậy vẫn kiên trì với chính sách trước yên nội bộ rồi mới chống giặc. Đối với sự kiên trì kháng chiến của quân đội đảng Cộng sản, ngoài ủng hộ trong phản đối, trong tối ngoài sáng tiến hành loại bỏ mối nguy, nhưng chúng ta là người của đảng Cộng sản, vẫn phải kiên trì mặt trận thống nhất dân tộc kháng Nhật. Dân, tôi đã điều tra được nơi ẩn giấu của Liễu thị giả, đừng đánh rắn động cỏ. Tôi muốn ổn định Liễu thị, điều tra được danh sách Hán gian. Biết dùng không? Lão Thẩm à, đứa con gái cưng này của ông nhìn như vậy nhưng mà là một thanh niên tiến bộ yêu nước. Đứa con này của tôi làm tôi lo lắng không ít. Nếu như không phải đón nó từ Trùng Khánh quay về, còn không biết sẽ thế nào đây. Ông không được coi thường đâu. Mấy người thanh niên tiến bộ yêu nước này, bọn chúng là hy vọng của Tổ quốc. Bọn chúng có tư tưởng tiến bộ, có tư tưởng quan niệm tiến bộ, có lòng nhiệt tình cách mạng dâng cao. Ông quên rồi à? Năm đó lúc chúng ta bắt phạt, tôi đương nhiên không quên rồi. Khi đó chúng ta đã có nhiệt tình và kích động của người trẻ tuổi Bác Ngô, còn có hoài bão chính trị và lý tưởng cách mạng. Nhưng mà vấn đề của Trung Quốc không phải chỉ dựa vào cách mạng dân chủ có thể giải quyết được. Cha, chủ nghĩa xét lại của chủ nghĩa tư bản là không thể lấy được. Trung Quốc có con đường phù hợp với chính nó. Chúng ta bây giờ già rồi, nói thật là thực sự nên lắng nghe ý kiến của người trẻ. Chúng ta đã đánh nhiều năm như vậy, thực ra vẫn chưa tìm ra con đường thực sự phù hợp với Trung Quốc. Tôi ngược lại cảm thấy trên người những thanh niên trẻ này có niềm hy vọng lớn. Lời nói này của ông có lẽ là có lý, nhưng mà nhìn theo lịch sử, Viên Thế Khải của Thái Bình Thiên Quốc, vấn đề của Trung Quốc
cũng không phải là thay đổi triều đại liền có thể giải quyết được. Cha, cha không thể dùng ánh mắt của quá khứ để nhìn sự vật mới của hiện tại được. Cha cũng biết chính phủ của Quốc dân đảng, tranh đấu nội bộ và hiện trạng hủ bại, không có triển vọng của Quốc dân đảng đã đưa kháng chiến đến tổn thất lớn rồi. Cha tại sao không thể suy nghĩ thật kỹ lưỡng, vì dân tộc, vì quốc gia mà cống hiến một chút? Tiểu Tiệp, đừng nói nữa. Cha, con biết thân phận của cha. Cha là thống lĩnh quân đội. Thân phận của cha rất đặc biệt. Nhưng mà nếu như cha tiếp tục vì bọn họ mà phục vụ, cha sẽ trở thành một tội nhân thiên cổ. Cha, cha suy nghĩ kỹ xem. Thân phận này của cha là cách tình báo gần nhất. Nếu cha có thể bỏ tối theo sáng, cha vì cách mạng mang đến tác dụng thúc đẩy rất lớn. Đủ rồi. Cho dù cha đứng trên một chiếc thuyền bị hỏng, cha cũng sẽ cùng nó chìm xuống. Cha, cha đừng luôn cảm thấy con là một đứa trẻ. Con là muốn để cha cùng đứng chung một chuyến tuyến với bọn con mới đến làm công tác tư tưởng. Tín ngưỡng là không phân già trẻ. Lịch sử sẽ có phán đoán chính xác. Tín ngưỡng không phân già trẻ. Nhưng tín ngưỡng của con là Dông Đảng Lập Quốc, con có hiểu không? Nhưng mà chân lý thường là nắm giữ trong tay những số ít người. Cha thấy trong lòng con sớm đã không có người cha này rồi. Cha hỏi con là cần tín ngưỡng hay cần cha? Nếu như cha vẫn cố chấp như vậy, con cũng chỉ có thể chọn bên chân lý. Tự do cao hơn tất cả. Con lựa chọn tín ngưỡng. Con lựa chọn tín ngưỡng. Không cần cha. Được. Cha cũng giống như con. Có ai làm công tác tư tưởng như vậy với cha cô không? Đem sự tình đều viết hết lên trên mặt, để ông ấy không còn đường sống. Tôi tưởng rằng ông ấy là cha tôi, ông ấy chỉ ít sẽ nghe lời tôi. Tôi nghĩ rằng nhà là nơi không có phòng vệ. Ai nói vậy? Nhà mà không phòng bị, tôi mỗi ngày đều đề phòng gối giấy sách mà cô ném bay qua. Không thể gấp được. Cha cô đã rất có lòng giác ngộ rồi. Nhưng mà một loại quan niệm, một loại tín ngưỡng đã nằm trong não ông ấy cả đời rồi. Ông ấy cần một quá trình. Nói với cô một chuyện chính sự. Sáng sớm ngày mai, cô báo cho Diên An, nói chúng ta với thủ trưởng số 6 đã tiếp cận rồi. Còn có, chúng ta với Đảng Quốc dân tiến vào sĩ quan kháng Nhật trước, hợp tác rất tốt. Nhất thiết không được nói ra tướng quân Ngô Thạch còn có tên là Liễu Tự Phi. Tôi biết rồi. Viện trưởng Hồ, tín hiệu điện đài trong nhà trạm trưởng Thẩm sau khi bắt sóng, báo cáo nghiên cứu đã được gửi đến rồi, là gửi đến bên phía Diên An. Quả thực là điện đài của Đảng Cộng sản.
thời gian truyền tín hiệu là mấy giờ? Thường là 10 giờ sáng. Lập tức điều xe quản chế đến điểm giám sát gần Thẩm Gia. Từ trong đội quét phản bội của cục cảnh sát, điều mấy anh em có thể làm gì? Một khi phát hiện tín hiệu điện đài của đảng Cộng sản, lập tức xông vào, kê biên tài sản, bắt tang người và vật. Trạm trưởng Thẩm thân phận đặc biệt, có cần xin lệnh khám xét từ bên trên. Lệnh khám xét, tôi đã chuẩn bị tốt cho cậu rồi. Thẩm kính trai, ngày chết của ông đến rồi. Quyền trưởng Hồ, có chuyện gì vậy? Thư ký Trương, hôm nay tôi phải chờ một cuộc gọi vô cùng quan trọng từ Trùng Khánh. Cậu ở lại huyện phủ trực ban, ghi chép cho tốt. Được, vất vả rồi, nên làm ạ. Không đúng. Xin chào, đoàn trưởng Liễu. Bọn họ đã tra được tín hiệu điện đài của Thẩm Gia rồi, với lại là lấy được lệnh khám xét. Bây giờ đã đến Thẩm Gia, tôi xin anh nhanh chóng tiếp diện. Được, tôi biết rồi. Huyện trưởng, phát hiện tín hiệu rồi. Vẫn là gửi cho Diên An. Tập hợp hành động, cùng tôi đi khám xét Thẩm Gia. Dân. Mở cửa. Nhanh mở cửa. Nhanh mở cửa. Có nghe thấy không? Nhanh mở cửa. Tránh ra. Quyền trưởng Hồ, quyền trưởng Hồ, tránh ra. Các người đã làm gì vậy? Các người sao có thể? Tránh ra. Các người sao có thể tự ý vào nhà dân? Không thể xông vào bên trong. Tránh ra. Tránh ra. Đừng cản trở việc thi hành công vụ. Có gì từ từ nói. Ông còn dám cản trở, tôi bắn ông tin không? Tôi không tin. Tôi xem ai dám. Trạm trưởng Thẩm, ông đều đã nhìn thấy đây là gì rồi. Làm người thống lĩnh quân đội, trong nhà riêng giấu điện đài của Cộng sản đảng, lúc này đang gửi báo cáo cho Diên An. Lẽ nào ông không biết sao? Lục soát đi. Dân, ai dám? Trạm trưởng Thẩm, đều đã đến lúc này rồi, ông đừng giả vờ trước mặt tôi nữa. Chúng ta thực hiện một cái giao dịch thế nào? Ông để việc thống lĩnh quân đội này, còn có danh sách hội nghị chỉ huy quân đội và chính phủ Tây Nam giao cho tôi. Dậy ngủ về quê, chăm sóc tốt cho gia đình của ông. Ân oán giữa hai chúng ta liền một bút xóa sạch.
Ông thấy thế nào? Dựa vào đâu? Dựa vào cậu. Lệnh khám xét, giấy trắng mực đen. Lẽ nào ông muốn chống đối luật pháp sao? Thẩm Kính Trai, chứng cứ của tôi vô cùng xác thực. Hôm nay không muốn soát cũng phải soát. Được, tôi cùng cậu đi lục soát. Đi. Khoan đã. Trong nhà có gia quyến nữ, nhiều người sợ rằng không tiện. Được. Nào, đội một theo tôi lên. Những người còn lại xem xét ở cửa. Dân, bắt đầu lục soát từ đâu?